Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Cổ Phúc. Hôm nay 11 tháng 8, Tuyết Nhung và Giáp Long đều làm việc vô cùng ý nghĩa. Sáng hôm nay thì công chúa Tuyết Nhung có một chương trình rất đặc biệt, rất ý nghĩa. Đó là tham gia một chương trình ca nhạc Thanh Âm Yêu Thương. Chương trình này giao lưu cùng với rất nhiều ca sĩ trẻ, gây quỹ tặng quà cho 880 em học sinh miền núi huyện Đắc Miên, tỉnh Đắk Nông. Thì Tuyết Nhung tham gia chương trình này cùng với một số ca nghệ sĩ trẻ như là Phương Vi Idol, Nguyễn Đức và Thái Chi Bảo Trân. MC dẫn chương trình đó là MC Diễm Quỳnh. Và có giá vé để xem chương trình này là 85.000 đồng. Đây là một chương trình rất ý nghĩa mà Tuyết Nhung tham gia vào sáng hôm nay. Vì vậy Tuyết Nhung không thể tham gia cái chương trình phát quà từ thiện cùng với Giác Long, Bảo Bảo và Giác Tý tại quê nhà, tại nhà ở An Giang của Giác Long, hay còn gọi là Hoàng Tử Bánh Bò. Giác Long cũng đã mời Tuyết Nhung tham gia cái buổi phát quà này. Thì Tuyết Nhung đã bận cái chương trình Thanh Âm Yêu Thương nên Tuyết Nhung không tham gia. Nhưng Tuyết Nhung cũng là một điều vô cùng ý nghĩa ngày hôm nay. Thì mọi người thấy được công chúa và hoàng tử thực hiện những cái điều thiện nguyện, những cái điều vô cùng ý nghĩa, được rất nhiều cô chú anh chị khen ngợi. Giác Long cùng với Bảo Bảo, Giác Tý về quê nhà An Giang, dùng toàn bộ số tiền để ống heo của Giác Tý là 26 triệu đồng, cùng với toàn bộ số tiền mà Giác Long tham gia những cái chương trình ca nhạc hát ở chùa để ống heo, để cùng với một số mạnh thường quân đã ủng hộ để tạo nên một cái buổi phát quà từ thiện giúp đỡ bà con nghèo, san sẻ một chút khó khăn cho bà con nghèo. Ngày hôm nay thì Bảo Bảo, Giác Long, Giác Tý đã về quê nhà An Giang trao tặng 350 phần quà. Và rất nhiều bà con khi đã nghe thông tin này đã đến nhà của Giác Long để mong muốn được nhận một phần quà. Thì mọi người chắc chắn cũng đã xem được cái buổi live stream vào trưa ngày hôm nay. Thì trước đó Giác Long, Giác Tý cũng như cùng với những người thân trong gia đình ở quê nhà An Giang đã gửi 350 phiếu phát quà đến với các tổ trưởng khu phố để phát cho bà con nghèo. Tuy nhiên đây là một chương trình phát quà tại nhà của Giác Long nên bà con đã đến rất đông, không có phiếu dẫn đến để mong muốn được nhận một phần quà. Một phần quà bao gồm là một thùng mì gấu đỏ, một túi gạo, rồi nước tương, cùng với là xì dầu và một bọc đường. Thì đây là tấm lòng của tất cả mạnh thường quân cũng như là của Giác Tý, Giác Long cùng với Bảo Bảo, mong muốn cho bà con nghèo có một cái phần quà thì rất ý nghĩa. Nhưng mà trong cái buổi phát quà thì những hình ảnh bà con đến rất đông, dù được gia đình mọi người tổ chức kêu gọi ship hàng để trao quà một cách thuận tiện nhất, nhanh nhất,
Nhưng mà chúng ta thấy được ở đây nó có một chút lộn xộn, lung tung. Đó là việc bà con không tuân thủ theo những cái lời của gia đình, những người phát quà, nên đã chen lấn nhau. Vì không có lực lượng chức năng đến hỗ trợ nên có vẻ là hơi lộn xộn. Và điều đặc biệt là có một người đàn ông đã say rượu. Người đàn ông này đến cũng mong muốn được nhận quà và nói rằng tại sao không phát quà cho mình. Thì cũng đã được người dân địa phương cũng như gia đình của Giác Long cho biết người đàn ông này là thường xuyên là uống rượu hàng ngày và gọi là ma men phá làng phá xóm, nên đã đến cái buổi lễ phát quà hôm nay không có phiếu nhưng vẫn muốn nhận được quà và đã làm ảnh hưởng cái buổi phát quà. Sau đó thì cũng đã được xử lý một cách rất êm đẹp, nhưng mà lại tiếp tục rất là nhiều người không có phiếu để nhận quà vẫn mong muốn được nhận quà. Thì gia đình cũng đã cố gắng hết sức, Giác Long Giác Tý Bảo Bảo cũng đã cho những người không có phiếu 100.000 đồng mỗi người để cho mọi người cũng nhận được một cái niềm vui nho nhỏ. Gia đình đã san sẻ tình yêu thương đến những bà con khó khăn mà không có phiếu. Thì chúng ta thấy được ở đây là còn rất là nhiều bà cao có hoàn cảnh khó khăn mong muốn được nhận quà. Và gia đình cũng như Mạnh Thường Quân trong cái chương trình đã cố gắng làm hết sức mình, làm sao mà bà con khi không có phiếu đến đây cũng có thể nhận được quà là 100.000 đồng. Thì chúng ta thấy ở đây là gia đình đã nỗ lực hết sức mình. Tuy nhiên chúng ta thấy được vẫn còn đâu đó những cái hình ảnh không đẹp, đó là chen lấn rồi sợ hết quà nên đã lộn xộn. Và một điều nữa là việc phát quà tại nhà như vậy mà không có những anh dân quân hay gọi là phường đến hỗ trợ thì nó cũng gây ra cái hình ảnh là chen lấn rồi có những lời nói tranh giành không hay. Thì đó là một số mà khán giả khi xem cái buổi live stream cũng như đã nhắn gửi và mong muốn là gia đình cũng như Bảo Bảo, Giác Long, Giác Tý tiếp tục làm những cái hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa như thế này. Và điều quan trọng hơn là phải phối hợp cũng như là nhờ lực lượng chức năng, những anh phường hoặc xã đến hỗ trợ để sắp xếp trật tự, như vậy hình ảnh sẽ tốt đẹp hơn. Còn cái này không có lực lượng chức năng thì dĩ nhiên người dân người ta sẽ không bao giờ gọi là xếp hàng một cách trật tự để nhận quà như mong muốn. Dù là gia đình, ban tổ chức, những người phát quà đã cố gắng nhắc nhở rất nhiều nhưng vẫn là hình ảnh lộn xộn và không có trật tự. Đó là một số ý kiến của cô chú chị khán giả khi xem cái chương trình này, là nhắc nhở gia đình nếu có tiếp tục thì phải nhờ cơ quan lực lượng chức năng tại địa phương hỗ trợ thì cái chương trình nó sẽ diễn ra tốt đẹp hơn. Và mong muốn là gia đình Giác Long, Giác Tý, Bảo Bảo cùng với Mạnh Thường Quân hãy tiếp tục làm những cái điều có ý nghĩa như thế này để giúp đỡ cho bà con nghèo. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.